À, ca khúc này thì để Yến xin mời mấy anh chị và các bạn đi về quê của Yến ha. Để Yến trong cái lời của bài hát á, Yến có giới thiệu về quê của Yến có những đặc sản gì, thì mời các bạn cùng nghe. Có gì thì mời các bạn đi về quê Cà Mau của Yến chơi ha. Hát chay không có đàn nha. Mấy bạn nghe từng câu, từng chữ, từng món ăn trong cái bài hát này nha. Mời anh thăm ghé em một lần, thăm vườn cây trái sum xuê mảnh đất phù sa, hàng dừa xanh tươi cam sầu riêng mận ngói chanh đào, xoài me cọc khê mía chôm chôm màng cầu khi ma, chuối chín cà na bòn bòn táo với nho mận ngổi chanh đào. Chiều nay em đãi anh một chầu rượu thì em chưa đầy phi, anh chớ lo chi. Đồ dùng hôm nay heo thịt quay cá nướng chiên xù, sò đem đi nướng ống bù thì sao cà ri, anh cứ tự nhiên dùng đi, vuông của em tôm cá thiếu gì. No chưa? Nghe xong rồi có no chưa vậy?